Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến mọi người một món bánh rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những ai tập gym nè, hoặc là những ai muốn giảm cân. Hãy áp dụng một thức này khá đơn giản thôi. Và tên bánh là gì? Hãy theo dõi đến hết video nha. Nếu mọi người thấy hay video này, hãy like, subscribe kênh của mình và đừng quên bấm chuông theo dõi để đón xem những video sau. Nào hãy cùng bắt đầu nha mọi người. Let's go. Để thực hiện món bánh này chúng ta còn những nguyên liệu như sau. Thứ nhất là yến mạch nha mọi người. Đây. Mọi người có thể dùng yến mạch này hoặc là dùng yến mạch nguyên cám nha mọi người nha. Tiếp theo là chuối. Chuối rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những ai tập gym thì hôm nay là Quy tận dụng chuối để làm món bánh này. Trứng gà nha mọi người. Trứng gà có hàm lượng protein rất là cao trong cái lòng trắng trứng nè, nên là vì vậy là Quy sẽ kết hợp với lại trứng gà kẹp trong bánh này nha mọi người nha. Tiếp theo đó là hạt chia. Hạt chia này thì rất là tốt cho sức khỏe lắm đó mọi người, đặc biệt là những ai cần chất xơ thì chúng ta sẽ kết hợp là hạt chia này làm bánh nha mọi người nha. Để món bánh này thêm ngon đó mọi người thì Quy sẽ thêm topping vào. Thì ở đây Quy đang chuẩn bị hai topping, đó là hạnh nhân và nho khô. Hai loại này cũng khá là rất tốt, đặc biệt là nho khô nó không có đường nha, nó tươi đó mọi người, nó phơi khô. Sau đó là hạnh nhân nha. Mọi người có thể kết hợp topping này hoặc là không cần cũng được nha. Rồi chúng ta bắt đầu nha mọi người. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng chuối nha mọi người nha. Chuối chúng ta bỏ vỏ. Đây mọi người thấy chưa? Bây giờ là Quy sẽ để ra. Để ra thế này mọi người nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ nghiền những cái chuối này mọi người cho nó nát ra. Chúng ta nhìn nó vừa vừa thôi. Bánh này khi chúng ta làm xong rồi có vị mùi chuối đó mọi người, thơm ngon. Ok cho mọi người ha. Tiếp theo là chúng ta dùng trứng thôi mà. Pha trứng. Ok ha. Tôi sẽ đổ cái hỗn hợp chuối vô cái trứng này nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ bỏ là yến mạch nha mọi người. Ở đây là Will chuẩn bị tí bột mì để cho nó tạo chất dính. Rồi chúng ta bỏ thêm bột quế cho nó thơm nha mọi người nha. Cà phê, cacao. Hạt chia. Bơi mọi người. Chúng ta bỏ thêm tí dầu ô liu nha mọi người nha. Rồi chúng ta bỏ hành nhân vô. Chừng ít để trang trí. Rồi nho. Để bóng bánh này nó được nở hơn đó mọi người, chị Will cho thêm ít bột baking soda. Để tăng cái hương vị và hương thơm cho bánh, tôi cho thêm tí vanilla. Thì chúng ta trộn đều lên mọi người nha. Chúng ta thấy nó đã đặt thế này là được này mọi người. Đây. Hôm nay thì Will sẽ làm bánh này với nồi bánh điện nha mọi người nha. Bây giờ Will sẽ đổ cái hỗn hợp này vô. Đây. Đây. Bây giờ đều nha mọi người. Mình có cắt sẵn ít muối để mình để mặt trên bánh mọi người nha. Rồi, anh nhân cái ra đây. Bây giờ là nguyên cây nấu nha. Bấm cúp nha mọi người. Chúng ta dùng que tăm để thử mọi người nha. Ok, gần chín rồi mọi người. Lúc nãy thì Will có bổ sung thêm là cái chocolate chip vào. Chúng ta đợi 5 phút nữa. Bánh đã xong nha mọi người. Bây giờ Will để nó nguội tí nha mọi người nha. Vừa xong cho mọi người nha, nhìn hấp dẫn ha mọi người, để Will quay gần mọi người nha. Bây giờ là Will sẽ lấy cái phần giấy đây đây. Ok. Ok mọi người ha. Nhìn hấp dẫn mọi người. Thành quả của Will làm đây. Đây, thế là thành phẩm của Will đã xong nha mọi người. Quyên xin tiết lộ cho mọi người đây là bánh chuối yến mạch nha mọi người nha. Như ban đầu thì Quyên đã nói rằng là để Quyên sẽ nói với mọi người rằng là tên món bánh này sau. Đây, Quyên sẽ cho mọi người xem. Nhìn hấp dẫn ha mọi người. Bánh này thì chúng ta có thể ăn trước khi tập hoặc là sau khi tập chúng ta ăn cũng được nha mọi người. Rất tốt cho sức khỏe, thành phần của nó đa phần là yến mạch, hạt chia và chuối nè. Lúc ban đầu thì Quyên có giới thiệu sơ mọi người rằng là cái thành phần á, nhưng mà Quyên có thiếu là Quyên bỏ thêm cái chocolate chip ở trên nên là sẽ hấp dẫn hơn nha mọi người. Đây mọi người xem nha. Bây giờ Quyên sẽ cắt cho mọi người nha. Giờ cái nhò nó tự dính cái này ra. Mà mọi người dùng thử bánh của Quyên làm nha. Ngon mọi người. Rất là ngon. Ngon lắm luôn mọi người. Thứ hai, ngon cực kỳ, không ngọt lắm nha, rất là ok. Vị béo béo của hạt nhân, vị chua chua ngọt ngọt của nha khô, cộng vị thơm của chuối, vị ngọt của chuối nhẹ ha, đặc biệt là yến mạch đó mọi người, rất là dễ ăn. Chocolate chip chảy đó, trời ơi, ngon lắm mọi người. Hạt chia nha, nó dòng dọc này nó sực mọi người nha. Ngon quá. Vẫn ngọt. Hết đây mọi người. Bánh này có mật và rất tốt sức khỏe nữa. Mọi người thấy hay hãy like, subscribe kênh của mình nha. Các bạn mọi người.